Em Hồng Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Và hôm nay thì sẽ đổ một tông ngoại cảnh màu xanh mát mắt cho quý vị anh chị để lên sóng một chiếc xe Everest 2 cầu sản xuất và đăng ký là 2020 anh chị ạ. Và chắc chắn là xe một chủ từ đầu, full lịch sử bảo dưỡng ở trong hãng anh chị nhé. Chiếc xe với phiên bản rất là hầm hố và cá tính này thì sẽ hợp với các anh trai khỏe khoắn và cũng là một trong những chiếc xe mà nói lên tính cách của khách hàng rất là nhiều. Đi kèm theo đó thì cái công năng sử dụng của chiếc xe thì đáp ứng cho khách hàng được tối đa rất là cao. Và không chỉ là những cái tính năng hiện đại và tính năng an toàn cũng được cập nhập trên chiếc xe này rất là đầy đủ anh chị nhé. Và bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết hơn chiếc xe Ford Everest 2 cầu 2020 này cho quý vị anh chị cùng xem. Tông màu trắng thì là tông màu bán chạy nhất của Ford Everest rồi quý vị anh chị ạ. Và với thiết kế phần đầu xe rất là nam tính như này thì ngoài ra thì quý vị anh chị cũng có thể nhìn thấy cho em là được trang bị là 6 con mắt cảm biến trên xe, tăng lên cái độ an toàn và cũng như vận hành trên xe rất là tiện lợi anh chị nhé. Phần đèn bi sắc nét và đây là thiết kế hai cầu, phiên bản hai cầu nên chính vì vậy mà đèn thiết kế halogen được bi led rất là sáng bóng rồi. Bây giờ thì em sẽ tiến đến phần lốp cho quý vị anh chị cùng xem. Lốp 2020 Odo đi chuẩn là 30.000 km thì vẫn còn rất là dày dặn anh chị nhé. Râu của lốp cũng như là phần bánh gai ở trên vẫn còn rất là sần, không bị chai sạn đâu anh chị nha. Và xe thì đã trang bị sẵn bậc lên xuống rồi nên quý vị anh chị có người già hoặc là mình có phụ nữ mặc váy như em chẳng hạn thì đi lên xe nó rất tiện lợi. Và không chỉ những chiếc xe nó hầm hố như này thì mọi người hay nghĩ là nó sẽ không có những cái tính năng hiện đại đúng không ạ, nhưng không, nó sẽ có tính năng đá cốp anh chị nhé. Chìa khóa mình chỉ cần cầm chìa khóa đá cốp là sẽ tự động mở cốp rồi. Đây là em không cầm chìa khóa nên là xe nó không tích hợp luôn. Chứ còn về việc đá cốp thì trên chiếc xe này nó đã được cập nhật rất là lâu rồi. Còn những cái chiếc xe có thể cao cấp như Santa Fe thì những phiên bản cùng đời lại không có đâu. Về khoang ngồi thì khỏi phải nói về Everest anh chị ạ, nó rất là dài rộng và mình có thể gập nắp phía hàng ghế thứ ba rất là nhẹ nhàng, không phải kéo cơ dòng dọc mất sức anh chị nhé. Bộ đồ nghề của lốp dự phòng thì vẫn còn nguyên anh chị nhé, theo đúng theo tiêu chuẩn của nhà máy rồi. Và lốp dự phòng thì vẫn còn đầy đủ cho quý vị anh chị nha. Lốp dự phòng đây, vẫn còn. Bây giờ thì em sẽ mời quý vị anh chị vào trong phần nội thất cùng em. Với tông màu trắng này thì cái phần nó khi mà màu trắng này mà quý vị anh chị xem xe nhá thì khi mà có tai nạn thì cái màu trắng nó sẽ không được đồng đều. Và nếu mà chiếc xe mà có bị đâm va thì chắc chắn là nhà em cũng không thể nhập về rồi anh chị nhé. Và cái điều tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe là chỉ rơi vào khoảng 6,97 lít trên 100 km thôi. Với thời điểm giá xăng đang rất là tăng cao như này thì chiếc máy dầu này sẽ là một sự lựa chọn cho anh chị vừa đi công việc và gia đình rất là tối ưu nhé anh chị nhé. Keo chỉ chắc chắn là nguyên zin 100% rồi. Xe nhà em thì không chỉ cam kết bằng lời nói trên cho anh, video cho anh chị mà còn cam kết văn bản cho quý vị anh chị nữa nhé. Nên là quý vị anh chị có bất cứ vấn đề về xe như hộp số máy móc của xe không đúng nguyên bản, xe có đâm va tai nạn, giấy tờ xe pháp lý của xe không chuẩn chỉ hay có phạt nguội thì em trả lại tiền 100% cho quý vị anh chị khi đã lấy xe bên em. Và cái chất lượng ghế da của một chiếc xe 2020 thì quý vị anh chị có thể nhìn thấy cho em là nó vẫn còn rất là mướt nhá. Và đi kèm tiện ích của hàng ghế thứ hai thì quý vị anh chị cũng có thể nhìn thấy là cái phần cái mảng điều khiển này nó được tối ưu rất là cao, mình có thể điều chỉnh gió này cũng như là hướng gió để cho cái người ngồi hàng thứ hai không bị bí bách anh chị nhé. Và cửa sổ chờ thì còn tận hai khoang cơ, không phải là chỉ là một khoang mà là hai khoang rất là rộng. Và cửa sổ chờ thì khi mà quý vị anh chị đi buổi tối mình mở nửa cửa chờ ra thì nhìn không gian của xe rất là thoáng đãng và cực kỳ chill nhé. Bây giờ thì em sẽ mời quý vị anh chị vào trong phần khoang lái nhé. Khoang lái của xe thì sao nhỉ? Khoang lái của xe thì thực sự là nó được trang bị rất là đầy đủ tính năng rồi anh chị nhỉ. Trang bị đầy đủ tính năng cho em từ những tính năng ở hiện đại và an toàn.
Hiện đại thì đó sẽ là gồm những tính năng như là cruise control này. Cruise control này nó sẽ được quay trở lại cái tua lại cái số km mà anh chị set up nhé. Và đồng thời là khi mà có xe ở phía trước thì nó sẽ tự động phanh lại cho anh chị luôn. Rất là an toàn hiện đại cho quý vị anh chị. Và có tận 4 chế độ lái trên xe anh chị nhé. 4 chế độ lái trên đường này, đường tuyết, đường sa mạc và đường bùn lầy đầy đủ. Và xe thì có tính năng là hai cầu nữa. Nên là quý vị anh chị có thể cân nhắc về xe thì mình rất nó đầy đủ được trên cái cung đường mà mình đi tỉnh, rất là hiệu quả anh chị nhé. Và bây giờ thì sẽ mời quý vị anh chị xem thêm về phần máy trái tim của chiếc xe này cùng em, để xem là chất xe nó có được đúng như em tả không anh chị nhé. Em thì không bao giờ ngại vấn đề là đi check hãng. Nên là quý vị anh chị có cân đối cho xe rồi thì mình muốn check hãng bất cứ chỗ nào thì em Ngọc sẽ đưa xe đến để hỗ trợ anh chị tối đa, và để anh chị check test cho yên tâm đảm bảo. Vì mua bán một cái xe bên em thì không phải là mua bán cho anh chị là xong, mà sẽ còn đi kèm dịch vụ sau này nữa. Anh chị có vấn đề gì cần bên em hỗ trợ, em sẽ hỗ trợ tối đa cho nhà mình. Và với thiết kế hai cầu phiên bản Everest 2020 một chủ từ đầu như vậy thì nhà em đang chào bán chiếc xe với mức giá rất là yêu thương cho quý vị anh chị là 1.280.000.000 anh chị nhé. Giá trên thì em Ngọc còn thương lượng và giao lập cho quý vị anh chị nữa. Và xe thì vẫn còn trả góp được thoải mái anh chị ạ. Nên là mình có quan tâm cụ thể về chiếc Everest 2 cầu 2020 một chủ từ đầu biển tỉnh này thì hãy để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp với em trên số hotline là 0942 899939 để em tư vấn và cho anh chị được cụ thể hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.